Xin chào các bạn Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc một cái mẫu quần cho bé xinh xắn như thế này Đây là toàn bộ xung quanh phần thân quần ha Mẫu này thì trên thân quần mình có móc những cái họa tiết vảy cá xếp lớp với nhau Phần ống quần cũng như là lưng quần mình có nẹp thun giúp cho cái phần ống quần và lưng quần nó có độ co giãn ha Khi mặc vào thì nó sẽ dễ ôm sát vào người hơn nè Các bạn có thể thay đổi màu hoặc mình cũng có thể tăng giảm size tùy thích ở bài trước thì mình đã hướng dẫn cho các bạn móc cái mẫu áo bikini họa tiết con sò để đi theo set với mẫu quần này rồi ha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc phần quần. Mình sử dụng len Miyoko 125g để móc cùng với kim 4.0mm. Do cái họa tiết vảy cá mình sử dụng màu len loang để móc, khi móc nó sẽ hơi khó thấy mũi móc nên ở đây mình sẽ sử dụng một màu len khác để mình hướng dẫn cho các bạn dễ thấy mũi móc hơn ha. Các bạn cần tạo cho mình một nút. Móc và kéo len qua vòng tròn kéo sợi len dài để thành một nút xác định cho mình cái số đo phần thân hông ở size các bạn cần móc là bao nhiêu ha khi đã có được số đo đó rồi mình sẽ móc lên cái xích đầu tiên rộng hơn so với cái số đo mình đang có tầm khoảng 2 cho đến 6 cm thì nó càng rộng thì càng thoải mái thôi ha tùy vào tay thợ móc lỏng hai chật mà cái số xích này nó có thể khác nhau và lưu ý nè khi các bạn móc cho mình cái số xích này thì làm sao tổng số mũi móc của cái hàng xích này khi chia cho 6 nó sẽ chia hết cho 6 ha Mẫu này thì mình sẽ móc lên tổng cộng là 90 mũi móc xích. Mũi đầu tiên, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sau khi hoàn tất được 90 mũi móc xích ta nối hai cái đầu len lại, nó sẽ tạo ra cho mình được một cái độ rộng cho cái phần thân hông nè. Luồn vào thân nó sẽ dễ hơn ha. Khi đã hoàn tất được hàng xích rồi các bạn canh chỉnh cho mình cái mặt phải của hàng xích Thì mặt phải của hàng xích các bạn để ý nó sẽ là cái mặt mà có những cái chữ V xếp lớp với nhau nè Thì mình sẽ canh chỉnh cho cái mặt phải của hàng xích này đến cái chân móc cuối cùng Và mình sẽ đâm kim vào cái chân móc cuối cùng móc vào đó một mũi dời mình sẽ tạo ra cái độ rộng ha sau đó móc lên hai mũi móc xích ở đây mình có 90 mũi móc xích tạo ra 90 chân, các bạn sẽ móc cho mình mỗi chân là một mũi kép đơn nha. Chân đầu tiên sẽ là chân mình vừa móc mũi giờ kết thúc. Móc vào đó một mũi kép đơn. Sau đó làm tương tự cho mình cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Mỗi chân ta cứ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi đã hoàn tất được các cái mũi kép đơn cho đến cuối vòng rồi nè, thì kết thúc mình sẽ đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây là chân của mũi kép đơn đầu tiên ha. Móc vào đó một mũi dời để mình kết thúc vòng. Sau đó móc lên một mũi móc xích. Thì cái hàng mũi kép đơn này nó sẽ tạo ra cái chân móc để mình có thể móc cái họa tiết vải cá ha. Hàng thứ hai mình sẽ móc họa tiết vải cá nè. Chân đầu tiên là chân mình vừa móc mũi dời kết thúc, móc vào đó một mũi móc đơn. Từ đây mình sẽ bỏ qua hai chân móc ghế bên, bỏ qua cho mình hai cái chân móc ghế bên nè. Và ở cái chân móc thứ ba, các bạn sẽ không móc vào cái chân móc thứ ba mà mình sẽ móc vào cái thân của cái chân thứ ba này. Đây, từ cái mũi móc đơn mà mình móc nè, bỏ qua hai chân, ở cái chân thứ ba mình móc vào cái thân của cái chân thứ ba đó ha. Thì các bạn sẽ đẩy cho mình cái thân của cái chân thứ ba này lên trên kim nè, đẩy theo chiều từ phải qua trái đẩy lên kia như thế này móc vào đây cho mình là 6 mũi kép đơn ha mũi kép đơn đầu tiên nè tiếp tục kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu sau khi có được 6 mũi kép đơn rồi móc lên một mũi móc xích ta được một nửa của họa tiết vảy cá các bạn sẽ quay ngược cái đầu móc lại thì lúc này đến cái thân của cái mũi tiếp theo nè, sát cái mũi mình đang móc ha Thì cái thân này các bạn cũng móc cho mình vào thân này nữa còn lại Thì lúc này mình quay ngược cái hàng móc mình lại nè Mình sẽ đâm kim cũng từ phải qua trái luôn Móc vào đây cho mình ha, 6 mũi kép đơn tương tự như là cái cánh đầu tiên nè Đây quay ngược đầu móc theo chiều này Đâm kim từ phải qua trái ha, thân chân móc Móc vào đó 6 mũi kép đơn Kép đơn thứ nhất nè Kép đơn thứ hai Kép đơn thứ ba mũi kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu sau khi có được 6 mũi kép đơn rồi ta hoàn tất được một họa tiết vải cá các bạn sẽ bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên và móc vào chân móc kế tiếp một mũi móc đơn ta sẽ hoàn tất được cái họa tiết vải cá như thế này ha đây từ họa tiết vải cá này đến họa tiết vải tiếp theo các bạn cũng bỏ qua cho mình hai chân móc kế bên ở cái chân móc thứ ba thì mình sẽ móc vào cái thân của cái chân móc thứ ba đó đâm từ phải qua trái ha đưa cái thân chân móc này lên kim móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn kép đơn đầu tiên nè tiếp tục mũi kép đơn thứ hai mũi kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu có được 6 mũi kép đơn vào cái thân đó rồi, móc lên một mũi móc xích, sau đó quay ngược chiều cái đầu móc lại. Đến cái thân của cái mũi tiếp theo ha, thân của mũi tiếp theo này khi quay ngược chiều lại rồi nè thì mình cũng đâm từ phải qua trái luôn. Vào cái thân này ha. Đây, từ đây nè. Mình sẽ quay ngược lại. Cũng đâm từ phải qua trái nha. Vào cái thân này. Móc vào đây cho mình 6 mũi kép đơn. kép đơn đầu tiên. Kép đơn thứ hai. Mũi kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ năm và mũi kép đơn thứ sáu. Khi có được 6 mũi rồi nè hoàn tất rồi thì bỏ qua cho mình hai chân móc kế tiếp. Và móc vào cái chân thứ ba tính từ cái điểm mà mình đang móc ha. Móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn nè. Ta hoàn tất được cái họa tiết vải cá thứ hai. Sau đó các bạn sẽ làm tương tự cho mình cho đến hết ha. Sau khi đã tạo cho mình được cái họa tiết vải cá cho đến cuối hàng rồi nè Ban đầu cái xích đầu tiên mình nói tổng số mũi xích nó sẽ chia hết cho 6 Thì lúc này đến điểm kết thúc Mình cũng còn chưa ra hai cái chân móc cuối cùng nè thì ở các cái mũi khác á, hai chân móc cuối cùng sau đó đến chân thứ ba mình móc một mũi móc đơn. Lúc này mình còn hai chân móc cuối cùng thì cái chân kế tiếp là chân mũi móc đơn đầu tiên. Móc vào cái chân mũi móc đơn đầu tiên đó một mũi dời để mình kết thúc cái vòng vải cá ha. sau đó móc lên hai mũi móc xích ta sẽ hoàn tất được hàng vảy cá đầu tiên tiếp tục đến hàng kế tiếp thì mình sẽ móc hàng mũi kép đơn ha hàng mũi kép đơn thì các bạn để ý nè cái chân đầu tiên là cái chân mà mình móc mũi móc đơn á là cái chân của mũi móc đơn ha thì thay vì mình móc vào chân móc các bạn sẽ móc cho mình vào cái chân ở phía dưới một mũi kép đơn đây ha đây là cái chân của cái mũi móc đơn nè thì mình sẽ không móc vào cái chân móc đó mà móc vào cái chân mà mình móc mũi móc đơn đó đó là cái chân ở phía dưới chân của hàng mũi kép đơn đầu tiên nhé đây bỏ qua chân trên đó móc vào cái chân ở phía dưới nó một mũi kép đơn lúc này khi kéo mũi kép đơn các bạn kéo dài lên một tỷ nha ta có được mũi đầu tiên ha tiếp tục mũi thứ hai thì các bạn để ý cho mình ở cái hàng mà mình tạo mũi kép đơn liên tiếp á đẩy cho mình cái họa tiết vảy cá xuống mình sẽ thấy hai cái chân móc mà mình bỏ qua để tạo cái họa tiết vảy cá nè thì mỗi chân móc một mũi kép đơn ha ở đây mình bỏ qua hai chân thì mình có hai chân nè ta có kép đơn nè và kép đơn nè chân kế tiếp sẽ là cái chân mà mình móc vào cái thân đó sáu mũi kép nè tạo cái nửa họa tiết vảy cá thì chân đó cũng móc một mũi kép đơn kế tiếp cũng là cái chân móc của nửa họa tiết vảy cá còn lại ha cứ đẩy cho mình cái họa tiết vẫy xuống dưới mình sẽ thấy những cái chân móc đây thì chân kế tiếp là cái chân mà mình móc vào thân nó sau đó tiếp theo sẽ là hai chân móc mà mình bỏ qua hai chân mà mình bỏ qua nè khi móc được các cái mũi kép đơn ở phía trên của họa tiết vẫy cá phía dưới rồi nè thì cái mũi kế tiếp là cái mũi mà mình móc mũi móc đơn giữa hai họa tiết vẫy cá thì lúc này các bạn sẽ đẩy cho mình cái hàng mũi đơn này lên trên mình sẽ đâm kim vào cái chân mà mình móc mũi móc đơn đó nha là cái chân của cái hàng mũi kép đơn mà mình tạo liên tục á móc vào cái chân ở phía dưới đó nè một mũi kép đơn lúc này mũi kép đơn nhớ kéo dài lên một tí nha để mình giấu được cái mũi móc đơn ở bên trong á móc vào cái chân móc của mũi móc đơn đó nè sau đó sẽ làm tương tự cho mình cho các chân còn lại cho đến cuối vòng ha từ chân mũi đơn nè thì có hai cái chân mà mình bỏ qua để tạo họa tiết vẫy cứ đẩy cho mình cái họa tiết vẫy xuống là mình sẽ thấy cái chân móc ở đây mình chính giữa này mình sẽ có hai chân ha sau đó kế tiếp hai chân kế tiếp sẽ là hai cái chân mà mình tạo họa tiết vẫy cá thì cũng móc vào cái chân móc đó nha chân kế bên cũng tương tự nè là cái chân mà mình móc vào cái thân đó họa tiết vẫy cá sau đó kế tiếp là hai chân móc mà mình bỏ qua ha cứ đẩy cái vải tiết vải cá xuống là mình sẽ thấy sau đó tiếp tục là chân mình móc mũi móc đơn thì không móc vào cái chân móc đơn mà mình móc vào cái chân ta móc mũi móc đơn đó đẩy cái hàng móc đơn lên nè sau đó lấy len và đâm kim vào cái chân ta móc mũi móc đơn đó nha móc vào mũi kép đơn làm tương tự cho mình cho đến hết hàng Sau khi móc cho mình được đến cuối hàng móc ta được một hàng mũi kép đơn liên tiếp. Kết thúc đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên, móc vào đó cho mình một mũi dời ha. Ta tạo ra được một cái hàng móc để tạo chân hàng họa tiết vảy cá nè. Để họa tiết vảy cá đầu tiên này với họa tiết vảy cá ở hàng thứ hai nó xếp so le với nhau á. Thì lúc này khi các bạn móc mũi dời kết thúc của cái hàng kép đơn liên tiếp, các bạn sẽ không lên một xích mà mình sẽ dời kim. Mình sẽ đâm kim vào các cái chân móc liên tiếp mỗi chân móc một mũi dời các bạn sẽ dời cho mình đến cái điểm chính giữa của họa tiết vảy cá phía dưới thì họa tiết vảy cá phía dưới của mình nè nó sẽ có hai cái chân móc hai cái chân móc là mình móc cái họa tiết vảy cá thì các bạn có thể dừng lại cho mình ở một trong hai chân này ha mình sẽ dừng lại ở chân đầu tiên sau đó móc lên một mũi móc xích và mình tạo họa tiết vảy cá ở chân móc này móc vào chân đầu tiên đó một mũi móc đơn sau đó tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên ở cái chân móc thứ ba thì mình sẽ móc vào cái thân của chân móc thứ ba đó một họa tiết vảy cá ha một nửa họa tiết vảy cá ta đâm từ phải qua trái nè vào cái thân của cái mũi đó móc vào đây 6 mũi kép đơn kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba tiếp tục kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu sau đó móc lên một mũi móc xích và mình tạo nửa họa tiết còn lại ha quay ngược đầu móc lại nè thì lúc này theo chiều mình đang móc theo chiều mình quay ngược đầu móc lại thì mình cũng đâm kim từ phải qua trái vào cái thân kế bên ha móc vào đây 6 mũi kép đơn để tạo nửa còn lại cho họa tiết vải cá đây đâm kim cho mình từ phải qua trái ta sẽ có kép đơn đầu tiên tiếp tục mũi kép đơn thứ hai kép đơn thứ ba kép đơn thứ tư kép đơn thứ năm và kép đơn thứ sáu như vậy là những họa tiết vảy cá của mình nó sẽ nằm so le với nhau nè đây nó không có xếp thẳng hàng với nhau mà nó nằm so le với nhau ha tạo điểm nhấn cho phần vảy cá hơn thì kết thúc họa tiết vảy này tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba một mũi móc đơn lúc này các bạn sẽ làm tương tự cho những cái họa tiết vảy cá còn lại ha bỏ qua hai chân và móc vào cái thân của chân thứ ba họa tiết vảy cá mình sẽ móc hết cái họa tiết vảy cá này, sau đó hàng kế tiếp các bạn sẽ móc cho mình một hàng mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Sau đó sẽ là một hàng vảy cá, một hàng kép đơn và một hàng vảy cá. Và lưu ý khi mà mình móc cái hàng vảy cá các bạn nhớ dời mũi cho mình vào chính giữa của họa tiết vảy ở phía dưới để mình cho cái họa tiết vảy cá nó nằm so le với nhau ha. Móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Đây là chiều cao của phần thân quần mà mình hoàn tất nè các bạn sẽ xác định cho mình chiều cao của toàn bộ phần thân quần từ phần lưng quần cho đến phần đũng phía dưới được bao nhiêu rồi ha các bạn trừ cho mình khoảng tầm 2 cm để mình tạo cái phần viền phía trên thì mình chia đôi ra các bạn sẽ móc cho mình cái phần vẫy á, nó bằng khoảng á, nửa hoặc là hơn một nửa một xíu so với chiều cao của thân quần là được ha mình có để cái số đo này ở dưới phần mô tả các bạn có thể dựa vào phần mô tả để xác định chiều cao cho phù hợp ha thì sau khi móc thêm cho mình nhiều hàng móc họa tiết vảy cá, ta sẽ có được cái họa tiết như thế này. Khi mình đặt cái phần thân quần lại nè, thì đây sẽ là chiều từ trên xuống dưới ha, họa tiết vảy cá của mình cái mũi tên nó sẽ nằm xuống dưới nè. Thì hàng kết thúc các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng mũi kép đơn liên tiếp với nhau ở bên trên. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn móc cái phần đụng ở bên dưới trước ha. Đây là cái chiều thẳng từ trên xuống dưới nè. Đây là phần lưng quần ở phía trên ha thì cái phần đũng mình sẽ quay ngược lại và mình móc ở phía dưới ban đầu mình gây nên cái hàng xích đầu tiên thì các bạn sẽ móc thêm cho mình một hàng mũi kép đơn vào những cái chân móc xích đó nữa khi hoàn tất được hàng mũi này rồi mình sẽ cắt len và mình tạo cái phần đũng phía dưới ha đặt cái phần thân quần lại sau đó các bạn sẽ chia cho mình cái bề ngang này ra làm 3 phần mình sẽ chia tương đương thôi ha ta sẽ chia ra làm 3 phần sau đó chọn cho mình cái phần nằm chính giữa mình sẽ dùng kim đánh dấu vào cái chân móc đầu tiên này sau đó tiếp tục chia cho mình thêm một phần bên này tức là mình sẽ lấy một phần ở chính giữa ha đâm kim vào cái chân móc mà mình vừa chia được á mình sẽ bắt đầu móc cái phần đủng từ đây đây sẽ là mặt trước của sản phẩm ha các bạn sẽ tạo cho mình một nút móc và kéo len qua vòng tròn sau đó kéo sợi len dài để thành một nút ta sẽ kéo cái nút này qua chân móc mà mình vừa đâm kim từ đây móc lên hai mũi móc xích sau đó bỏ qua cái chân móc mình vừa móc móc vào cái chân móc kế bên một mũi kép đơn như vậy là ở đây mình đã bỏ qua được một mũi ha các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến chân mà mình đánh dấu khi móc nhớ dấu len thừa để ta cắt len không phải dấu len nhiều ha Khi đã móc được đến cái chân cuối cùng nè, mình cũng tháo kim đánh dấu và chân cuối cùng cũng móc một mũi kép đơn. Ta hoàn tất được hàng đầu tiên cho phần đũng. Bây giờ mình sẽ giảm mũi cho cái phần đũng của mình nó có độ bo nhỏ lại một tí ha. Móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại. Mỗi hàng móc mình sẽ bỏ qua một mũi móc, mình sẽ giảm đi một mũi móc. Thì để giảm mũi các bạn sẽ giảm cho mình chân đầu tiên, tức là mình sẽ không móc vào cái chân đầu tiên mà móc vào chân thứ hai luôn bỏ qua chân đầu tiên ha, móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn. Các chân kế tiếp mỗi chân cũng móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng. Sau khi móc đến cuối hè nè, chân cuối cùng mình cũng móc một mũi kép đơn luôn ha. Tức là mình sẽ không giả mũi ở cái điểm cuối cùng, móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đầu móc lại hàng này thì các bạn cũng làm tương tự như hàng mình vừa móc bỏ qua chân đầu tiên móc vào chân thứ hai một mũi kép đơn các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng thì mỗi hàng móc mình sẽ giảm đi được một mũi móc các bạn sẽ móc cho mình thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa cho đến khi mình đặt cái phần thân quần lại ta sẽ có được cái độ rộng của cái phần đũng bên dưới nè Tùy vào các bạn có mặt biển cho bé bên trong hay không mà các bạn sẽ xác định cho mình cái độ rộng của phần đũng phù hợp với lại size mà các bạn cần móc ha. Nếu mà móc biển thì các bạn sẽ giảm cho mình ít thôi. Còn nếu mà không có mặt biển thì mình sẽ giảm nhiều hơn ha. Thì sau khi đã giảm cho mình thêm nhiều hàng móc, lúc này cái phần đũng nó đã có cái độ rộng vừa phải rồi. Mình móc lên hai mũi móc xích và quay ngược đo móc lại. Từ hàng kế tiếp sẽ không giảm mũi nữa không giả mũi tức là chân đầu tiên mình sẽ móc luôn ha sau đó các chân kế tiếp móc mỗi chân làm một mũi kép đơn cho đến cuối hàng và các bạn sẽ làm tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa cho đến khi mình đạt được cái độ dài của cái phần đũng thì ở đây mình đã móc thêm nhiều hàng móc rồi nè cái số hàng móc giả mũi của mình sẽ là 4 hàng thì những cái hàng đều khi các bạn móc cho mình nè đạt được sắp xỉ bằng chiều cao của phần thân quần rồi còn lại khoảng tầm 4 hàng là cái số hàng mà mình giả mũi á, thì bây giờ mình sẽ tăng mũi cho nó rộng ra ha đây sẽ là phần thân sau nhé mình sẽ tăng một mũi ở đầu và một mũi ở cuối hàng móc mũi đầu tiên á mình sẽ móc vào hai mũi kép đơn cùng chân móc như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi nè các chân kế tiếp mỗi chân móc một mũi kép đơn cho đến cuối hàng chưa cho mình chân móc cuối cùng ha sau khi móc cho mình được đến cái chân móc cuối cùng rồi thì chân cuối cùng tương tự như chân đầu tiên móc vào đó hai mũi kép đơn để mình tăng một mũi nữa ở cái điểm cuối cùng này như vậy là hàng này mình sẽ tăng lên được hai mũi ha một mũi đầu và một mũi cuối móc lên hai mũi móc xích sau đó quay ngược đầu móc lại hàng kế tiếp tăng mũi tương tự giống như hàng mình vừa móc tức chân đầu tiên móc hai mũi kép đơn và chân cuối cùng móc hai mũi kép đơn các chân còn lại thì mỗi chân cứ móc một mũi kép đơn ha Chân đầu tiên này móc cho mình 2 mũi kép đơn. Các chân kế tiếp thì mỗi chân móc một mũi kép đơn, đến chân cuối cùng thì móc 2 mũi kép đơn cùng chân móc. Sau đó sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Cứ tăng một mũi đầu và một mũi cuối. Tổng số hàng móc mà mình tăng nó sẽ bằng với tổng số hàng móc mà mình giảm ở bên trên nè. Ở đây mình giảm 4 hàng thì các bạn sẽ tăng cho mình lên 4 hàng. Sau khi đã móc cho mình được 4 hàng móc tăng cho cái phần đũng quần nó có cái độ xòe ra rồi nè thì lúc này khi mà mình gặp lại ta đã đạt được sắp xỉ bằng chiều cao của phần thân quần từ trên xuống dưới rồi ha các bạn sẽ tiến hành cắt len ta cắt một đoạn len vừa đủ dài để mình sử dụng đoạn len này mình khâu xỏ sợi len này vào trong kim khâu để xác định được số mũi móc mình cần khâu với cái phần đũng này cùng với lại cái thân ở trên ha các bạn sẽ lấy cho mình cái số xích đầu tiên mà mình gây nên á Cũng là cái số mũi móc của cái hàng cuối cùng mà mình móc ở cái phần thân dưới này nè Mình có 90 mũi nè ha Các bạn sẽ trừ cho mình cái số mũi móc mà mình móc ở cái phần thân trước Khi có được cái kết quả rồi mình tiếp tục lấy cái số kết quả đó Mình trừ cho cái số mũi móc mà mình có ở cái phần thân sau này Được bao nhiêu mũi thì lấy tổng số mũi đó mình chia đôi ra Mình sẽ có được cái số mũi móc ở hai bên ha Đây số mũi móc ở hai bên này và cái số nằm chính giữa nó sẽ bằng với cái kích thước mà mình móc ở phần thân sau sau đó mình sẽ khâu lại để khâu thì cũng rất là đơn giản mình sẽ đâm kim từ trên xuống dưới và hai cái chân móc song song và tương ứng với nhau nè khâu lại ha chân đầu tiên và chân cuối cùng khi khâu nhớ khâu hai lần để cho mình có thể cố định lại được đường khâu ha sau đó khâu tương tự cho các chân còn lại nè cứ đâm kim từ trên xuống vào hai cái chân móc song song với nhau ha khâu cho đến cuối. Khâu được đến cuối rồi điểm khâu cuối cùng nhớ khâu cho mình hai lần, sau đó mình sẽ cố định lại cái đường khâu này. Các bạn sẽ tạo cho mình một cuốc ở đây. Sau đó mình sẽ cắt len ha. Như vậy là ta sẽ có được cái phần thân quần như thế này. Bây giờ mình sẽ viền tạo cái phần ống quần cũng như là nẹp thun ha. Đặt cho mình cái phần thân quần lại nè. Theo chiều từ mặt trái ha, mình sẽ tạo một nút ở cái sợi len. Các bạn cũng có thể khỏi tạo nút cũng được, để tạo nút cho nó chắc chắn hơn ha. Mình sẽ đâm kim vào cái chân móc nằm chính giữa này. Tạo một nút nè. Sau đó mình kéo nút này qua cái chân móc mà mình vừa đâm kim đó Móc lên một mũi móc xích Mình sẽ nẹp bằng một hàng mũi đơn trước Móc cho mình mỗi chân là một mũi móc đơn Khi móc được đến cái điểm giao nhau giữa cái phần đũng với cái phần thân trên nè, đây là chân móc giao nhau giữa phần đủng với phần thân trên ha. Thì chân móc đó móc một mũi móc đơn, sau đó đến cái phần đũng các bạn để ý cho mình. Mình sẽ có các cái thân chân móc. Chân móc. Thân chân móc và chân móc. Thân chân móc và chân móc xen kẽ lẫn nhau, chứ không có những cái chân móc liên tiếp giống như là cái phần thân bên này. Thì các bạn cứ đâm kim cho mình liên tiếp vào các cái chân móc nha. Mình sẽ đâm kim vào các chân móc chứ không đâm vào thân chân móc. Mỗi chân móc như vậy móc cho mình hai mũi móc đơn cùng chân móc. Hai mũi móc đơn nè sau đó tiếp tục chân kế tiếp cũng móc hai mũi móc đơn các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các chân móc còn lại ha và móc cho đến cuối hàng luôn khi móc đến cái điểm giao nhau giữa phần đũng với cái phần thân thì chân đó cũng móc cho mình một mũi móc đơn ha khi mình đã viền được một cái phần ống quần lại rồi nè ta có được cái hàng viền đầu tiên thì kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời ta sẽ có được cái độ rộng cho phần ống rồi nè để giúp cho cái phần ống này khi mà mình mặc vào á, nó sẽ bo sát với phần đùi các bạn sẽ sử dụng cho mình cái phần thun nè mình sử dụng thun tròn ha các bạn cắt cho mình một đoạn thun vừa với lại cái phần ống đó sau đó để nối lại hai đầu thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách nối nè hai tay hai bên ha mỗi bên cầm một đầu nè đầu tuôn ở tay bên phải các bạn sẽ đưa cho mình đặt nằm bên trên của cái đầu ở bên trái. Sau đó mình sẽ vòng cái sợi của tay trái xuống phía dưới, vòng một vòng quanh cái sợi của tay phải ha. Có hai đầu như thế này rồi, bây giờ mình sẽ đổi đầu nè. Cái đầu mà mình đang nằm ở bên tay phải á, các bạn sẽ đưa cho mình xuống dưới đầu tay trái. Đây đưa xuống dưới, sau đó tiếp tục cái sử dụng đầu còn lại luôn xuống phía dưới ha nó sẽ tạo ra được một cái đường như thế này thì các bạn sẽ guốc lại ha kéo hai đầu lại sau đó kéo thật mạnh lại để cho cái nút của mình nó sát lại với nhau thì như vậy là cái hai đầu của mình nó sẽ không có bị tuột ha guốc thật mạnh lại nè sau đó cắt hai cái đầu thừa đi như vậy là ta đã nối được hai đầu lại tạo được một cái độ rộng cho cái phần đùi rồi nè các bạn sẽ đưa cho mình cái phần này ra phía sau hàng móc ha khi mà mình kết thúc cái mũi dời khoan lên một xích nha Mà các bạn sẽ đưa cho mình cái sợi len này vào trong trước Sau đó móc lên một mũi móc xích Thì lúc này cái phần thun của mình nó sẽ nằm ở bên trong đường móc rồi nè Nằm bên trong đường móc ha Mặt trước và mặt sau đều nằm ở bên trong luôn nè Tiếp tục mình sẽ móc các cái mũi móc đơn vào các cái chân móc mà mình vừa móc ở cái phần viền và khi móc nhớ giấu luôn cái phần thun này vào trong mũi móc Mỗi chân cứ móc cho mình một mũi móc đơn Do lúc này mình đã có những cái chân móc cụ thể rồi ha Móc cho đến cuối hàng Sau khi móc đến cuối hàng thì ta đã đẹp được cái phần thun vào trong rồi. Kết thúc đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên móc một mũi dời, sau đó móc lên một mũi móc xích. Khi nẹp một hàng móc như vậy thì các bạn để ý cho mình nè, ở cái phần thun nó sẽ dễ bị lộ ra bên ngoài ha. Nó dễ bị lộ như thế này. Thì để cho cái phần viền thun này nó được dày dặn hơn á, các bạn tiếp tục móc thêm cho mình một hàng viền ở đây nữa. Thì để móc cái hàng viền này các bạn cũng sử dụng mũi đơn để móc thay vì mình đâm kim vào các cái chân móc mà mình vừa nẹp cái sợi thun á, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc mà mình móc các cái mũi móc đơn đó. Tức là cái chân móc của cái hàng viền đầu tiên. Đâm kim xuống phía dưới, móc cho mình mũi móc đơn nha. Và các cái chân móc ở phía dưới này nè. Khi móc cái mũi móc đơn thì nhớ kéo dài lên một xíu. Lúc này cái đường nẹp sợi thun nó sẽ dày hơn ha. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng tạo được cái độ dày cho cái phần nẹp thun rồi thì kết thúc cũng đâm kim vào chân mũi đơn đầu tiên, móc một mũi dời. Sau đó gây nên hai mũi móc xích. Ta sẽ hoàn tất được cái phần nẹp thun. Nó có độ co giãn ha. Sau đó mình sẽ tạo cái hàng bèo để tạo điểm nhấn cho cái phần ống này. Thì khi gây nên hai mũi móc xích rồi, các bạn đâm kim vào cái chân mình vừa móc mũi dời đó luôn là cái chân đầu tiên móc vào một mũi kép đơn bỏ qua hai chân móc kế bên móc vào chân kế tiếp một mũi dời bỏ qua hai chân hơn, móc vào chân thứ ba một mũi dời sau đó móc lên hai mũi móc xích chân mình vừa móc mũi dời tiếp tục móc một mũi kép đơn từ cái chân này tiếp tục bỏ qua hai chân móc kế bên và móc vào chân thứ ba ha một mũi dời mình sẽ tạo những cái đường viền như thế này móc tương tự cho mình cho đến hết vòng lên hai xích nè móc vào chân đó một kép đơn sau đó bỏ qua hai chân móc vào chân thứ ba một mũi dời lên hai xích và làm tương tự sau khi hoàn tất được cái hang móc tạo viên cho phần ống quần rồi thì các bạn sẽ tiếp tục Hàng tất cho mình thêm cái ống còn lại ha tạo cái đường viên tương tự luôn thì như vậy là ở hai cái bên ống của mình nó sẽ có cái độ co giãn khi nẹp thun nè khi mình vặt vào thì nó sẽ ôm sát được với cái phần đùi hơn ha sau đó mình sẽ tiếp tục tạo cái phần viền ở thắt lưng đầu tiên thì cần phải móc cho mình một hàng mũi kép đơn để tạo cái độ dày cho phần lưng này trước sau đó tiếp tục nẹp cái phần thun tương tự như phần ống tạo độ dày cho phần nẹp thun luôn ha nó sẽ có độ co giãn như thế này để cho cái phần lưng quần của mình nó khác biệt với cái phần ống quần thì các bạn sẽ viên cho mình họa tiết bèo khác ha mình móc lên hai mũi móc xích sau đó chân kế bên móc một mũi kép đơn chân kế bên nha móc lên hai mũi móc xích chân kế tiếp móc một mũi dời lên hai mũi móc xích chân kế tiếp móc một mũi kép đơn lên hai mũi xích chân kế tiếp móc một mũi dời cứ làm tương tự như vậy cho mình cho đến cuối ha khi đã viền được đến cuối rồi thì kết thúc các bạn sẽ giấu len thừa ra phía sau mũi móc ha ta sẽ hoàn tất được một cái form quần cho bé xinh xắn như thế này mặt sau sẽ là mặt mà mình nối đây khâu lại ha đây là mặt sau nè và mặt trước để phân biệt được mặt sau và mặt trước, các bạn có thể móc cho mình một họa tiết nhỏ để trang trí cho phần thân trước. Ta có thể đổi màu hoặc là tăng giảm size tùy thích. Khi thực hiện có điểm nào không hiểu thì để lại bình luận bên dưới để mình giải đáp thắc mắc nha. Chúc các bạn móc thành công!